Bơ đang làm gì đấy? Phám cho em mà. Bơ được gì hay đấy à? Xanh lá cây. Hôm nay nhân dịp bạn Bơ được nghỉ hè thì cả nhà mình đi ăn sáng. Bơ ăn món gì? Bơ đi ăn hủ tiếu. Bơ đã ấp ủ được đi ăn hủ tiếu suốt từ hôm vào Sài Gòn đến đây rồi. Hôm nay Bơ mới được đi. Tại mấy hôm là toàn ba mẹ đưa Bơ đi học xong ấy, thế xong rồi bọn mình mới đi. Xong đến hôm mà bảo Bơ là hôm nào đi ăn hủ tiếu nhá, thế xong Bơ bảo tại sao ba mẹ đi, ba mẹ không rủ con. Đấy, hôm nay Bơ được nghỉ hè thì cả nhà mới đi này. Mà hôm nay là rủ cả ông bà nội đi nha. Rủ được ông bà nội đi ăn sáng là hơi bị khó nha, tại vì ông bà chỉ thích ăn ở nhà thôi. Nên là hôm nay là dịp hiếm hoi để rủ ông bà đi ra ngoài ăn. Đây bây giờ mới có 8 giờ sáng ấy mọi người. 8 giờ sáng nha. Nhưng mà không bị nóng nhá. Nắng nhưng mà nó chưa nóng lắm, phải đến tầm trưa trưa ấy thì mới bắt đầu nóng. Ông mưa vừa nắng. Đâu, đấy là ba xịt lên để ba lau cái kính. Ba xịt cái gì ấy? Xịt nước. Bơ đang đi đâu? Đi ăn hủ tiếu. Bơ được nghỉ hè đấy à? Xong rồi trưa thì Bơ sẽ đón em gì nhỉ? Em đu đủ của nhà ấy. Của nhà bác thuốc. Wow. Bơ sẽ đãi em món gì nhỉ? Món lẩu. Con thích ăn lẩu. Con thích ăn lẩu hả? Okay. Lẩu riêu. Lẩu riêu. Lẩu riêu quá là đơn giản luôn đấy con ạ. Khi vào Sài Gòn, Bơ thích nhất là món gì? Hủ tiếu. Hủ tiếu á? Con ăn được hủ tiếu được mấy bữa rồi? À bây giờ Bơ thủ tài nói giọng Sài Gòn cho mọi người nghe nè. Xanh lá cây. Con nói là con cảm ơn cô thì nói như nào? Con cảm ơn cô. À. Thế còn bún riêu thì nói như nào? Bún riêu. Hả? Bún riêu chứ. Bún riêu. Bún riêu cho mọi người nghe. Mẹ. Cảm ơn con. Ông. Ai nữa? Đàn quá. Đàn. Đàn bơ nữa. Kia. Kia cho con nào. Kia dành cho con nào. Con sẽ ăn hết mấy bát nào. Hai bát. Hai bát. Ba hủ tiếu nữa. Ăn được hai bát nhá. Bát của mình là hủ tiếu thịt. Còn bát của ông Thành là hủ tiếu mực. Hủ tiếu mực mình hay thấy ở trong Vũng Tàu ấy, nhưng mà hôm đi Vũng Tàu chưa có dịp ăn. Ra đây ăn cái hàng này ngay gần nhà mình nên mọi người cũng không phải hàng nổi tiếng gì đâu, nhưng mà nó ngay gần nhà. Bác Quy, xem nó hủ tiếu gì. Bơ si cơ bị đi giờ giờ bơ. Đúng rồi. Bì. Ê. Ê. Ếch. Con cầu ông trời. Ếch. Ê. Kê. Ê trong con ếch đúng không? Con ếch là có chữ E đầu tiên. Ê chờ ếch. Là chữ E này là trong chữ con ếch có này. Con bơ vô. Ừ, tiếp cái gì? Vơ. G đúng không? Rồi. Vơ. Bơ vơ đây. Rồi, tiếp nào. Dây. Hờ chứ. Dây. Đợt này đang cho Bơ làm quen dần với cả bảng chữ cái tiếng Việt. Để xem là có dạy cho Bơ đọc trước được không. Bởi vì mình nghĩ nếu mà Bơ mà biết đọc, Bơ sẽ đọc được nhiều sách, sẽ học được nhiều thứ hơn. Cố gắng lên nhá, Bơ nhá. Đang bị lẫn tiếng Anh với tiếng Việt. Ok, con học từ từ nhá, học dần nhá. Đồng ý không? Lần đầu tiên có khách nên là ông Thành từ sáng đã dậy dọn dẹp rồi đây mọi người. Bình thường thì nhà mình cũng nói chung không phải bừa bãi lắm, nhưng mà có một đống đồ chơi của ông Bơ ở đây. Nhưng mà sáng nay ông Thành đã dọn rồi này. Cái này mới mình vừa mới mang Hà Nội vào. Có cái này mới này, ông Thành vừa mới mang vào. Nhưng mà từ hôm vào thì cũng chưa có đánh được gì mấy. Rồi bây giờ là 11:30.
thì nhà bơ sẽ đón những vị khách vô cùng đặc biệt ngày hôm nay. Đó là em. Em Tu Tu. Em gì nữa? Em Cà Phê. Và chị gì? Chị Coca. Yeah, vậy là hôm nay nhà bơ sẽ đón gia đình nhà chị Trúc với anh Hải này, chị Rư với cả anh Gia với cả các em bé nữa. Chắc là đây sẽ là những vị khách đầu tiên mà đến nhà mình. Bởi vì từ hôm nhà mình chuyển vào đây là được gần 2 tháng rồi, thì cũng lu bu ấy, nên là chưa có gặp ai hết và cũng chưa có mời ai đến nhà hết. Thì nhân dịp này chị Trúc đang ở Sài Gòn thì mọi người đã hẹn nhau để sang nhà mình chơi luôn. Bây giờ bọn mình đang chuẩn bị đồ ăn ấy mọi người. Đố mọi người biết là hôm nay sẽ có món gì. Bật mí, đây là những món mà khá là Hà Nội. Và hôm nay là cũng có các em bé sang chơi nữa, nên là cũng không biết là mấy giờ mọi người sang. Chắc là sẽ sang muộn một tí, bởi vì có trẻ con là bao giờ cũng không thể nào mà đúng lịch trình được. Thì bây giờ sẽ chuẩn bị đồ ăn ha. Xong rồi mọi người đến thì bọn mình sẽ quay tiếp. Trời ơi, ông Bơ này, ông biết em Đu Đủ đến là ông ấy phấn khởi kinh khủng. Con xuống con chào em như nào? Con thấy tim đập. Tại con chạy nhanh quá nên là tim đập đấy con. Rồi con chuẩn bị ra đón em này, đến rồi này. Oh my god. Trời ơi, trông cái mặt kia. Đi lên nhà đi. Thôi đi lên xong tí em xuống đón. À một phút nữa hả? Ấy thôi đợi luôn đây cũng được. Con chào bác Trúc, chào bác Hải chưa? Ôi thầy phấn khởi lắm. Tại vì những cái hộp cái vlog chị đi đẻ, thế là em cho nó xem cùng. Thế là từ đó đấy nó bảo con thích em Đu Đủ lắm. Này con sờ tay em nhá. À chân. Kia em nhá. Kia. Trời ơi, cưng quá vậy. Menu hôm nay là có món nem này, nem tôm. Có xôi lạc mẹ chồng mình nấu từ sáng này. Có đây là dồi sụn ngan, măng ngan, tiết. Và ở đây là có ngan luộc này, ngan cháy tỏi, bún, nộm và cơm đảo ngan. Đợi bà Trúc hút sữa xong là ăn nè. Bơ đang làm gì ấy? Bơ đang làm gì ấy? Khám cho em hả? Đây là thế hệ F1. Thế hệ F1 của Trúc Trinh và Rư. Coca này, Bơ này, Đu Đủ này. Còn thiếu một bạn nữa nhỉ? Thiếu ai nữa hả Coca? Thiếu ai ở đây nữa? Thiếu em gì? Em bé cà phê. Đu Đủ rồi, vừa mới ngủ dậy này, vừa lăn lông lốc từ trên giường xuống, làm cho ba mẹ một phen hết hồn. Ôi con đừng chặt vào mồm em nhá. Bà con của anh em là con gái hay con trai? Không, những mẹ chứ nha. Bà cô đi cà. Mẹ chứ. Để cô lấy lại cảm giác. Để cô tập dòng. Cô lấy lại cảm giác. Đừng có biểu hiện gì khác thường nha. Bình thường thôi nhỉ. Đu Đủ bằng bình thường thôi. Sợ cái gì đây. Bơ con mà thích em này không? Thích em này hả? Phải xin bác Trúc được thu nhận em này về nuôi nhá. Con có trông được em không? Con trông em như nào? Đúng rồi, không biết kiểu tỷ là đúng. Đúng rồi. Thì con phải một lần mà. Từ hôm vào đây là nhà mình có một sở thích mới, đấy là đi thả diều mọi người ạ. Hôm nay thì đi thử một cái khu mà chỗ này ở đâu ba nhỉ? Chỗ chân cầu Ba Son đúng không? Đầu cầu Ba Son. Đúng rồi. Chỗ đầu cầu Ba Son mọi người. Chỗ này có một cái khu. Chỗ này view nhà cao tầng rất đỉnh luôn. Nó rộng lắm mà ở đây là cả cái đường này ấy, là tất cả mọi người đều thả diều. Mẹ ơi, hôm nay vui đi xả diều ạ. Let's go.
Địa của con hình con chim. Đố mọi người biết nhà mình đang ở đâu? Đâu đây bơ? Câu này câu gì nhỉ? Cầu thành phố. Cầu thành phố. Bọn mình đang đi trên cầu Ba Son. Bình thường là trên đường về nhà ấy là bọn mình có đi gói cầu này rất là nhiều lần rồi. Thế nhưng mà buổi tối thấy mọi người hay đứng ở đây để mọi người chơi á. Thế là hôm nay nhà mình đi xe ô tô thì để ở dưới cái đầu cầu bên kia. Xong rồi đi lên trên này để xem hoàng hôn xem là có đẹp không. Đây. Mới đi được đến một đoạn thôi. Nhìn đến thôi nhưng mà đi bộ một đoạn cũng xa phết đấy mọi người ạ. Ở đây mình nghĩ là mấy cái lần mà đi mấy cái cầu ở đây thì mình nghĩ cầu này chính là một cái cầu mà view nó đẹp nhất của Sài Gòn. Cái này hình như mới nhất hay nào? Mới nhất luôn. Đứng đây đẹp lắm ấy mà mấy cái chung cư ở hai bên này này đều đẹp. Tại vì có một lần là hai vợ chồng mình cũng đi qua đây để xem mấy cái dự án ở gần đây rồi ấy. Bơ ơi, đứng đây nhìn ra được landmark à? Landmark 81 kìa. À, muốn lên á, thì bao giờ mình lại lên tiếp. Đứng đây mát phết. Thực ra kế hoạch ngày hôm nay của vợ chồng mình ấy là đi thả diều. Tại vì ở ngay cái đầu kia là có một cái chỗ mà người ta hay tụ tập để thả diều ấy. Nhưng mà hôm nay đen một cái là không có một tí gió nào. Về gần nhà mình thả được nhờ. Tí nữa mình về gần nhà mình thả diều. Bên mình chơi xong đi về gần nhà mình thả diều. Lên. Có một tí gió, diều nó không lên được con ạ. Một tí gió ở cầu ấy thôi, và trong kia không có gió nữa. À, đến đây chơi một lúc đã xem là có gió không, không có gió thì chắc phải đi về thôi. Mà mình thấy nhất là buổi tối nhá, đi qua cái đoạn này nhìn hai bên Sài Gòn đẹp kinh khủng. Và mình thấy cũng nhiều người đứng ở hai bên này nữa. Nhiều khi ông Thành ông ấy kêu là cái chỗ này nhìn hai bên như của Singapore ấy. Buổi tối đẹp lắm. À cái kia hả? Cái kia chính là cái một cái bộ phận của cái cần cẩu kìa, nó cẩu chính nó đấy, thấy không? Đấy, nếu mà con lắp thêm cái tay kia vào trong cái chỗ cái cần cẩu kia thì cái cần cẩu sẽ dài tít ra kia luôn. Ô kìa, cái cano kìa. Đi tiếp kìa. Wow. Cano đi nhanh chưa? Hôm nào nhà mình mua vé đi cano dọc sông này nhá. Ok không? Ok không? Bây giờ mình có rất là nhiều thứ mình chưa đi này, ví dụ như là du thuyền này. Trên sông Sài Gòn này. Mình chưa đi xe buýt 2 tầng này. Còn cái gì mình chưa đi nữa? Burj Khalifa. Burj Khalifa. Không phải ở đây đâu. Burj Khalifa đâu có phải ở đây. Burj Khalifa Sài Gòn. Burj Khalifa Sài Gòn. Bơ cứ gọi landmark 81 là tòa nhà cao nhất Sài Gòn là Burj Khalifa Sài Gòn.